Mời bà uống nước. Dạ, cũng đã mười mấy năm, nhưng tôi vẫn ngỡ chuyện xảy ra vừa mới đây. Cái ngày mà mẹ con tôi vừa đặt chân tới cái làng này, thiệt quế nhân là thầy. Lúc đó thằng tí em còn bồng ở trên tay, mà bây giờ nó thành thanh niên rồi. Cái tên Trọng Nghĩa cũng nhờ thầy đặt giùm cho nó. Tôi thiệt là không bao giờ quên ơn sâu nghĩa nặng của thầy. Sao hôm nay bà nhắc chuyện cũ lại có phần khách sáo vậy? Dạ, đối với thằng Nghĩa, thầy không chỉ là người thầy mà còn là người cha, luôn ân cần bảo ban nó mọi điều hay lẽ phải. Thiệt tình, nếu không có thầy, tôi không biết sao mà dạy nó nên người. Thầy luôn là tấm gương tốt cho nó noi theo. Có phải bà muốn nói chuyện hệ Trọng? Xin hãy nói thẳng, chớ đừng có vòng vo và nhắc chuyện ơn nghĩa vậy nữa. Dạ, không giấu gì thầy, hôm nay thằng Nghĩa có gì hỏi ý tôi, chuyện nói nghiệp thầy. Nhìn nó vui mừng hớn hở lắm. Cái đó là ý của ta, vì trong đám học trò, Trọng Nghĩa là đứa sáng dạ, lại có tính nhẫn nại, rất thích hợp việc gõ đầu trẻ. Sau này nếu như nó rèn luyện, trau dồi thêm, thì chắc chắn sẽ trở thành một thầy đồ đức độ hơn người. Nhưng đó chỉ là ý của ta thôi, còn quyết định thế nào thì tùy vào quyết định của nó và cả bà nữa. Dạ, thầy đã chọn thì chắc chắn không sai. Thằng Nghĩa nó cũng vui dữ lắm. Nhưng thầy có thể chọn trò khác được không thầy? Bà không muốn Trọng Nghĩa làm thầy đồ sao? Dạ, đúng vậy. Nếu vậy thì thật là tiếc quá. Mong thầy thứ lỗi. Tôi biết nói ra làm thầy phật ý, nhưng tôi muốn nó không nuôi hy vọng nữa. Nếu không nói ngay bây giờ, e rằng sau này lại càng làm nó buồn hơn. Ta đoán không lầm thì chắc bà đã chọn sẵn cho Trọng Nghĩa một hướng đi khác. Nếu như không ngại, bà có thể nói cho ta biết chăng? Dạ thưa, tôi muốn Trọng Nghĩa trao dồi kinh sử, chờ ngài lên kinh ứng thí. Tôi muốn nó phải đỗ đạt và ra làm quan, chứ không chỉ chôn chân ở xứ này. Thật vậy sao? Tôi biết, đối với một người từng làm quan và chối bỏ vinh hoa phú quý để về đây dạy học như thầy, sẽ thấy khó chịu khi nghe tôi nói như vậy. Nhưng xin thầy hiểu cho tôi, tánh tôi nói thẳng, không muốn né tránh chi hết, huống chi đây là tiền đồ của con trai mình. Vậy bà có nói với Trọng Nghĩa ý của bà chưa? Tôi chưa nói, chỉ tính chờ tới lúc nó tròn 18 tuổi. Không ngờ thầy lại có ý cho nó theo nghề gõ đầu trẻ, nên tôi nghĩ đã đến lúc phải nói ra rồi. Quyết định của bà ta không cản, nhưng bà cũng nên suy nghĩ kỹ lại. Chốn quan trường đầy rẫy cạm bẫy, chứ không chỉ có danh lợi. Hơn nữa, làm quan thì không thích hợp với tính khí của Trọng Nghĩa lắm đâu. Dạ, mong thầy giúp nó ôn luyện và khuyên nó một lời giùm tôi. Theo những gì tôi nghe ngóng được thì triều đình cũng sắp mở khoa thi rồi. Tôi chỉ có một tâm nguyện trước khi nhắm mắt lìa đời, đó là được nhìn thấy Trọng Nghĩa đỗ đạt làm quan. Như vậy tôi mới mãn nguyện. Thôi được rồi, nếu như bà đã quyết vậy thì ta đây cũng không muốn nói thêm. Tôi khuyên bà nên lựa lời mà nói với Trọng Nghĩa, để nó thất vọng đó. Dạ tôi biết rồi, giờ không dám làm phiền thầy nữa, tôi xin phép thầy về. Bà về thông thả. Dạ chào thầy.
Lạ thật, bà ấy không phải là hạng người tham mê danh vọng. Cớ sao lại một mực muốn con trai mình dấn thân vào chốn quan trường? Có phải vì tiền đồ của Trọng Nghĩa như bà ấy nói không? Hay là còn điều gì đó khuất tất? Thật là lạ mà.